Xin chào tất cả mọi người. Nếu các quý anh chị chúng ta đang tìm hiểu dòng sản phẩm Toyota Vios ở trong phân khoảng B ở trong tháng 9 này thì đừng ngần ngại. Quyết ngày hôm nay sẽ chia sẻ dành cho mọi người những cái thông tin mới nhất chỉ có ở trong tháng 9 mà Toyota Vios năm 2023 mới có thôi. Cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Hyundai Accent thì Vios đang cố gắng để vẫn luôn luôn dẫn đầu những cái dòng sản phẩm xe bán chạy. Và tất nhiên ở trong tháng này Vios sẽ làm được điều đó. Tại sao như vậy và các quý anh chị chúng ta sẽ có được những chương trình khuyến mãi như thế nào trong tháng 9 thì Quyết sẽ chia sẻ dành cho mọi người nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng đã biết được là Vios đang được có hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước là 50% rồi. Nhưng trong tháng 9 này chúng ta còn được hỗ trợ thêm 50% nữa của nhà máy cũng như của đại lý nữa dành cho tất cả các quý anh chị. 50% cực kỳ nhiều đúng không ạ? Nhưng chưa hết, đại lý còn có cả giảm giá khuyến mãi dành cho tất cả mọi người nữa. Thế thì cụ thể đầu tiên chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Toyota Vios phiên bản G mức giá bán 598 triệu đồng. Xin lỗi mọi người, 592 triệu. Với phiên bản G ở thời điểm hiện tại thì các quý anh chị chúng ta sẽ được tổng trị giá khuyến mãi rơi vào khoảng tầm là 45 triệu đồng. Thế nghĩa là mọi người vừa được hỗ trợ là trong cái gói đó thì đã bao gồm được cả là hỗ trợ 50% thuế rồi. Có cả được cả hỗ trợ tiền mặt của đại lý nữa. Và chưa hết, mọi người sẽ được hỗ trợ cả các bộ phụ kiện đi theo xe. Bao gồm đó chính là dán phim cách nhiệt toàn bộ xe, cả kính trước, cả mặt kính hai bên và kính đằng sau. Mọi người lưu ý rằng một số hãng họ tặng thì họ chỉ tặng kính trước thôi hoặc kính hai bên thôi, mọi người phải mua thêm. Nhưng ở đây Quyết nhắc lại là chúng ta sẽ được tặng cả kính mặt trước, cả kính sườn hai bên và kính đằng sau nữa, nghĩa là full hết toàn bộ rồi. Chính vì vậy là mọi người yên tâm khi mà chúng ta nhận những cái gói quà tặng như vậy, tổng trị giá lên tới 45 triệu. Thế thì mọi người quan tâm đó chính là cái thứ hai, đó là lăn bánh sẽ là bao nhiêu. Vậy thì Quyết sẽ tính cho mọi người đã bao gồm tính cả giảm thuế này, tính cả trừ khuyến mãi này thì lăn bánh sẽ là bao nhiêu nhá. Nếu mà các quý anh chị chúng ta ở Hà Nội thì Quyết cũng đã tính nhanh ở đây dành cho mọi người rồi. Nếu các quý anh chị chúng ta ở Hà Nội sẽ chỉ cần bỏ ra là 607 triệu thôi là chúng ta đã lấy toàn bộ được toàn bộ xe rồi. Nếu các quý anh chị chúng ta ở tỉnh thì sẽ là 582 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 601 triệu mọi người nhá. Mọi người có thể tiến sát vào chúng ta vừa xem chiếc xe và cũng như là ngắm nhìn, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Với phiên bản G thì chúng ta sẽ có gói an toàn Toyota Safety Sense ở hai tính năng, đó chính là cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm và chúng ta sẽ có hai cảm biến phía trước và bốn cảm biến phía sau. Thế thì với phiên bản G này, đây là phiên bản bán chạy nhất. Chỉ hơn 600 triệu một chút xíu thôi, các quý anh chị chúng ta đã được hưởng tất cả những tính năng. Và phiên bản G này cũng là phiên bản được nâng cấp lên cái màn hình 9 inch có kết nối Android Auto Apple CarPlay. Đó. Còn nếu các quý anh chị muốn tiết kiệm hơn, tiết kiệm khoảng đâu đó 60 triệu đồng thì chúng ta có thể lấy phiên bản E. Phiên bản E CVT bây giờ cũng đang rất tốt mọi người nhé. Phiên bản E CVT bây giờ chúng ta đang có mức giá niêm yết 528 triệu đồng và đại lý bây giờ cũng có tổng trị giá khuyến mãi khoảng tầm là 40 triệu dành cho các anh chị. Thế nên khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm tại á thì mọi người vừa được giảm giá về tiền mặt, vừa được tặng các bộ phụ kiện đi theo xe. Thì đăng ký xong tại Hà Nội đối phiên bản E CVT nhé, thì Hà Nội sẽ rơi vào khoảng là 541 triệu đồng. Ở tỉnh sẽ là 517 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 536 triệu, 541 triệu, cực kỳ hợp lý. Bỏ ra thêm số một chút tiền nữa thôi là chúng ta đã có sở hữu chiếc xe này rồi. Và chiếc xe này thì Quyết nghĩ là phù hợp với những quý khách hàng mà chúng ta vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ thì sẽ rất là hợp lý. Phiên bản E thì chúng ta sẽ không có chìa khóa thông minh Smart Key, 3 túi khí thôi. Màn hình 7 inch, màn hình đa thông tin 4,2 inch, có hai cảm biến phía sau chứ không có 6 cảm biến. Tay nắm cửa thì sẽ cùng màu với thân xe. Đấy, đấy là những cái tất nhiên rồi, chúng ta đánh đổi cơ mà. Và không có gói an toàn Toyota Safety Sense mọi người nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong, Quyết cũng sẽ chia sẻ dành cho mọi người cả phiên bản MT. Đối phiên bản MT, phiên bản số sàn ấy thì nói thật là nhìn phía bên ngoài chúng ta không thể phân biệt được, chỉ có vào trong thôi. Phiên bản MT thì chúng ta cũng đã được nâng cấp. Đó chính là cái các phím bấm đây, chúng ta đã có thêm đàm thoại rảnh tay rồi. Tất nhiên là không có lẫy chuyển số trên vô lăng hay là khóa cửa theo tốc độ như các phiên bản khác. Thì phiên bản MT sẽ hợp với các quý anh chị chúng ta chạy số sàn, thế nên là cái mức giá bán cũng sẽ hợp lý hơn. Với mức giá là 479 triệu đồng thì hiện tại đại lý đang có chương trình khuyến mãi tổng khoảng 40 triệu. Bao gồm mọi người sẽ được tặng cả tiền mặt lẫn cả dán phim và chảy sàn nữa. Thế nên là lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ rơi khoảng là 494 triệu đồng. Ở tỉnh sẽ rơi vào khoảng là 471 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 490 triệu đồng nhé, cho các quý anh chị chúng ta sở hữu chiếc xe này.
mọi người có thể một trong những cái đặc điểm mà Quyết thấy rằng là rất hiệu quả đó chính là cái hàng ghế phía sau. Mọi người có thể ra hàng phía sau cùng với Quyết để chúng ta ngồi thử đối với chiếc xe này. Với cái khoảng cách để chân của dòng sản phẩm Toyota Vios nói chung thì các thiết kế của chiếc xe đều đó chính là cái phần mặt sàn đều là phẳng, và thứ hai là cái mặt ghế này chúng ta sẽ ôm trọn đến cái phần để chân như thế này, và đầu gối khoảng tầm 20cm, cực kỳ là rộng rãi, cùng với cái khoảng để trần Quyết cao 1m75 thì trần xe nếu mà chúng ta ngồi tựa thì cũng rất là thoải mái, đúng không ạ, đối với dòng sản phẩm Toyota Vios. Và đó chính là những chương trình ở trong tháng 9 này dành cho tất cả các quý anh chị. Vừa được chương trình hỗ trợ 50% thuế của nhà máy Toyota Việt Nam, vừa được hỗ trợ của nhà nước, nghĩa là chúng ta gần như là không phải mất các chi phí gì cả, 100% rồi, còn được tặng cả tiền mặt của đại lý nữa. Vậy thì mọi người nghĩ sao? Nếu có bất cứ một thắc mắc nào hãy để lại comment ở phía bên dưới, hoặc mọi người đang có nhu cầu thì nhớ ủng hộ đội ngũ Happy Car nhé, gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận những thông tin và báo giá tốt nhất. Đại lý đang có đầy đủ các màu sắc giao ngay: màu bạc, màu nâu vàng, màu đen, màu đỏ và màu trắng ngọc trai, có thể giao ngay dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người lần nữa, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.